Emil xin chào anh em. Quay trở lại video clip của buổi chiều ngày hôm nay thì bên Emil lại tiếp tục về hai cặp loa Mỹ xịn sò chất lượng cao hàng bãi anh em nhá. Thì nói đến video clip ngày hôm nay thì bên Emil đang giới thiệu tới anh em hai cặp loa của hãng Sequin Vega do Mỹ sản xuất đỉnh cao. Đầu tiên là một cặp loa Sequin Vega 37D và cặp thứ hai khủng long bạo chúa là 18B. Cặp Sequin 37D này thì trước bên em đã cập bến và đã bán rồi. Hôm nay lại về thêm một cặp nhá. Còn cặp 18B này thì anh em mà đầu tư thì cũng biết ngày hôm nay mới về được hàng bên em yêu. Đôi này thì mơ ước của bên em yêu lâu lắm rồi, hôm nay mới về được. Hàng chuẩn công nhập về, đẹp lung linh. Anh em nhìn, anh em đang thẩm âm chất âm của cặp loa 18D, 18B. Cấu trúc là live của loa thì sở hữu một bát 50, một chung 30 và một tép kèn. Thùng thiết kế cực kỳ hoành tráng và đẳng cấp. Đôi này thì anh em vừa nghe nhạc được và karaoke thì đúng là hết thuốc chữa luôn anh em nhá. Cũng có rất nhiều anh em đã bán về những dòng loa Sequin Vega rồi, nhưng anh em chỉ bán ở thể những dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp và có thể hát du dương thôi. Nhưng mà hôm nay bên em yêu bán Sequin Vega sân khấu biểu diễn của Mỹ anh em nhá. Giờ đây là một sự đỉnh cao. Riêng cặp loa Sequin Vega 18D này thì họ sản xuất để phục vụ cho sân khấu biểu diễn của Mỹ anh em nhá. Thiết kế này, riêng loa bát sở hữu bát 50 từ 220 cô chậm, quánh cực kỳ mềm mại và sâu lắng mạnh mẽ. Loa chung ở chung 25 rất hay luôn. Thiết kế cả bánh xe này, con này thiết kế cả bánh xe để di chuyển. Ui bánh xe này, anh em đang thẩm âm chất âm nó đây. Trời ơi, đỉnh nước còn mới cốc động luôn. Từ cái đai của nó này đều đóng chữ Sequin hết anh em nhá. Sequin Vega Mỹ nhá. Đôi này thì hay lắm anh em nhá. Đây là một cặp loa nguyên bản từ phần thùng thành bát đẹp ê căng nguyên bản luôn. Quá đẹp luôn. Anh em đang cảm ơn đấy. Chất nhạc vàng của nó đấy, êm lắm, thực sự nghe hay luôn. Trên thị trường thì cũng có một vài anh em đã bán nó rồi thì anh em có thể tìm hiểu và biết về thông số kỹ thuật của nó. Còn cặp loa của em quá hay luôn, đẹp luôn. Hôm nay về cặp này thì cũng xin phép làm clip và cũng báo giá luôn để cho anh em nào nhu cầu đầu tư liên hệ nhá. Giá bên em yêu lúc nào cũng yêu thương đến cho quý khán giả anh em nhá. Cặp này thì nếu xem thị trường thì có rất nhiều mức giá, nhưng mà anh em phải nhìn cái thiết kế của nó này, nó phải chuẩn này. Bát chung tép này, tép này tép to kìa, nhiều đôi tép nhỏ là không phải đâu. Cái này là chuẩn xịn sò nhá. Đôi này thì đôi dưới này thì bên em yêu thực hiện bán cho anh em mức giá là 27 triệu đồng anh em nhá. 27 triệu đồng xịn sò đẳng cấp hoành tráng. Anh em phối ghép với một con đẩy công suất khoảng 1000W, với con vang số, con mic chọn gói cho anh em giờ khoảng hơn 40 triệu rồi. Bảo chất vào này luôn, đẳng cấp luôn. Còn cặp loa trên V37D để anh em mức giá 23 triệu. Đấy, cặp trên thì nó chỉ là một bát đơn một kèn thôi. Cặp giữa này thì thêm cả loa chung nữa. Hay quá. Nghe như nhút nhạc luôn anh em nhá. Tôi tin rằng người ấy thêm thương, vui lòng cho kẻ phong sương, dân thân biển sung đàn. Tôi tin rằng
nó quá chất lượng luôn anh em nhá. Ở đây sẽ test thêm cho anh em một bản nhạc gọi là tỉa đi, tỉa không lời để anh em biết được cái độ du dương khi nghe nhạc trữ tình Belezo và nhạc không lời nhá. Guitar đây, đấy, hay lắm. Đôi này thì bác nào sở hữu được mà đặt trong không gian gia đình thì quá là tuyệt vời luôn. Anh Hoa đo giúp em về phần kích thước của cái cặp loa này này. Sau đây bên em thực hiện đo về kích thước để anh em cân đối vị trí đặt với những căn biệt thự hoành tráng đẳng cấp anh em nhá. Và chiều rộng. Chiều rộng của cặp loa là một số rất là đẹp là 68 nhá. Lộc phát anh em nhá. Chiều sâu 51. Xít lên đến 53. Chiều cao. Chiều cao 1m09. Rồi. Một thiết kế khá lý tưởng và đẳng cấp anh em nhá. Ui giỏi rồi. Đôi này bác nào đặt được thì đúng là nếu mà để đi mua một đôi loa JBL mà 27 triệu thì không thể ăn được đôi này. Khẳng định với anh em đấy. Nghe nhỏ đã dậy được bát chung tép rồi thì nghe to phê pha luôn anh em nhá. Loa chung nó chung 30 anh em nhá. Hay lắm. Được, quá đẹp luôn. Hoành tráng. Bác nào mà chơi được hai đôi này thì đúng là đỉnh cao nữa anh em nhá. Dạng kiểu nhà hàng ấy, đặt hai đôi này thì bao phủ cho vài trăm mét vuông luôn, quá đẹp luôn, giá thành quá rẻ. Anh em liên hệ sớm em nhá. Sau đây sẽ test lại phần karaoke để anh em biết được cái chất của nó anh em nhá. Karaoke của cặp loa xe quyên Vega 18B anh em nhá. Nhắc đôi dưới sở hữu dòng loa ba tiếng anh em nhá. Một bát 50, một chung 30 và một tép nghèn anh em nhá. Đôi này anh em khỏi phải chơi chậm luôn. Đời như muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ. Chuyện lòng tôi kể cách đây đã ba mùa mưa. Tôi đem tất cả chuyện lòng cho em cho người mệt cho thương cho nhớ làm là trinh nữ tóc buông khi tôi vai gầy một là môi đỏ mắt chưa vẫn thương vì ai chân son có nhỏ đi tìm trời xanh đã an bài. Quá ok luôn. Nói đến các dòng loa sẽ quên Vega của đời nghe nhạc thì có thể hát cao kê được rồi. Đây là đôi sẽ quên Vega họ sản xuất là để sử dụng cho sân khấu biểu diễn của mấy anh em nhá. Công suất khá lớn. Năm sau mưa gió vì đâu xa rồi năm thứ ba à, quá đẹp ơi. Nhìn trời mưa đổ thấy đau mất thêm trong lòng tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu buồn. Tiếng bát của anh giữ luôn. Làm là trinh nữ
khiến đôi tay gầy. Một làn môi đỏ mắt chưa vẫn vương vì ai. Chuyện xót góc nhỏ đi tìm hương phấn cho đời. Trời xanh đã xưa nếu chẳng đem tình dâng